hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo thì tiếp tục hôm nay mình sẽ cập cập nhật cho anh em một số thông tin về dự án Bondet ha thì trên dự án Bondet này hiện tại ha nó có một cái thông tin là anh em cần phải là tham gia cái cái mùa erup một ha thì cái mùa Europe này anh em cần phải làm nhiệm vụ để anh em có thể là có đủ điều kiện để anh em có thể là được nhận những cái token erup của dự án này nha đó thì cụ thể cái mùa Erop một này thì thế nào thì mình sẽ có một cái thông tin chia sẻ về cái Erop này ha ở đây thì đây là mùa đầu tiên trong nhiều mùa sắp tới trong quá trình phân bổ quỹ thưởng hệ sinh thái và Erop chúng tôi đã cam kết cung cấp 32% nguồn cung mã thông báo khổng lồ của mình khi hệ sinh thái của chúng tôi được xây dựng các Erop trong tương lai của chúng tôi cũng vậy đó thì đại khái là nó sẽ có một cái phần Erop đó à, à, giống như là cái phần mà mở khóa cái token Erop và cho anh em á những anh em nào đã tham gia dự án Bonded, à, thì à, anh em cần phải vượt qua cái mua Erop này thì anh em sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đó để anh em có thể là đủ điều kiện để mở khóa à, những cái phần thưởng Erop của dự án này nó sẽ à, phân phối cho anh em ha thì à, đây là chúng tôi đã cam kết cung cấp bao 2% nguồn cung mã thông báo khổng lồ cho việc à, phân phối Erop nha à, đó rồi thì anh em vào cái app à, Bonded cho mình rồi thì ở đây à, anh em vào xuống đây anh em sẽ thấy được là cái air Season một này anh em bấm vào đây cho mình ha bấm vào đây đó rồi thì anh em cần phải là nhiệm à, hoàn thành ba à, cái nhiệm vụ lớn ở đây à, và anh em cần phải hoàn thành là ba thích xanh ở đây ha khi mà anh em hoàn thành đủ ba nhiệm vụ này thì anh em nó sẽ có ba thích xanh ở đây thì trong mỗi nhiệm vụ này nó sẽ có những cái nhiệm vụ nhỏ ví dụ như nhiệm vụ đầu tiên này à, là anh em bấm vào đây thì à, nó sẽ có một, một số cái nhiệm vụ ở đây đó thì anh em cần phải hoàn thành. Đó, thì uh, chủ yếu uh, là anh em họ phải hoàn thành cái uh, cái bộ profile của mình là và cái nhiệm vụ thứ hai là upload cái do resume, có nghĩa là upload một cái file PDF á, giống như một cái CV xin việc á mà nó bằng PDF anh em nha. Đó. Và cái ba là nhiệm vụ kết nối ví. Thì khi mà anh em làm ba cái nhiệm vụ này, đó, ba nhiệm vụ chính này thì anh em sẽ uh, hoàn thành ha, còn nhiệm vụ những nhiệm vụ kia là nó đã tự động nó sẽ um, kết nối nó màu xanh cho anh em luôn nha đó đó là ba nhiệm vụ chính rồi quay lại tiếp theo ở nhiệm vụ thứ hai thì à, ít nhất là anh em cần phải có 20 điểm Bon ha đó 20 điểm bon thì nhiệm vụ thứ hai này anh em nào cũng đạt được ha à, chỉ cần khai thác theo cái dự án này thì 20 điểm bon thì à, nó rất là ít ha cho nên anh em hoàn toàn có thể là vượt được à, hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ hai là có ít nhất à, ít nhất là 20 điểm bon à, đã khai thác ha rồi ở nhiệm vụ thứ ba này thì à, anh em phải có là ít nhất là 3 rep ha. Thì trong 3 rep đó à, mỗi rep như vậy là phải ít nhất là phải hoàn thành à, cho mình ba à, cái phần quan trọng đó là thứ nhất là cập nhật cái profile, thứ hai là cần phải tải cái file PDF à, bằng à, file CV PDF á ha, CV sinh việc á và thứ ba là kết nối ví. Thì khi mà hoàn thành được ba nhiệm vụ này xem như là à, những người đó được à, xác nhận là hợp lệ ha và ba cái cái thành viên đó sẽ được hợp lệ đó thì khi đó anh em sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ ba nha đó thì uh, nhiệm vụ thứ ba thì nhiệm vụ thứ ba này nè à, nếu như anh em mà hiện tại mà chưa có rep á anh em có thể là là dùng cái điện thoại của người thân bạn bè gì đó ha anh em tạo cho mình uh, thêm uh, một số cái uh, cái tài khoản bonus nữa ha à, anh em lấy cái mã mời uh, lấy cái đường link mời của anh em uh. anh em uh, chia sẻ và anh em tạo thêm ba tài khoản nữa. Sau đó, anh em tạo cái ba uh, tài khoản bnet và ba tài khoản đó phải hoàn thành uh, là ba cái cái nhiệm vụ quan trọng đó là uh, thứ nhất là anh em uh, phải hoàn thành được cái phần profile, profile thứ hai là phần resume là tải cái file uh, resume cv bằng pdf và thứ ba là kết nối ví. Thì chỉ cần ba nhiệm vụ đó thành công á, uh, thì uh, có thể là anh em sẽ được đạt được ha, đạt được cái um, đủ điều kiện đó nha rồi thì sau khi mà anh em đã hoàn thành à, à, nó có ba tích xanh như thế này rồi thì anh em sẽ bấm vào cái chữ là zone à, Europe, ha zone Europe. thì Europe này nó chỉ còn Đếm ngược là khoảng 23 ngày nữa thì à, anh em tranh thủ ha à, còn 23 ngày nữa để anh em update cái hồ sơ của anh em lên à, để đủ điều kiện nhận phân phối Europe ha rồi sau khi anh em đã hoàn thành cái nhiệm vụ ba tích xanh này xong anh em bấm vào cái chữ là zone à, the Europe cho mình đó như vậy là chúc mừng bạn ha bạn đã à, thành công này rồi bấm uh, tiếp tục cho mình ha, bấm continue nè. đó, rồi như vậy ha, rồi tiếp tục anh em bấm chữ xe cho mình, đó thì sau đó anh em bấm chữ xe và anh em sẽ xe lên cái twitter hoặc là uh, cái telegram ha, thì cái phần này nó hơi bị đơ, cho nên mình sẽ làm sau, đó thì sau đó anh em sẽ nó sẽ hiện ra cái thông báo như này thì mình sẽ chụp mình dịch cho anh em xem ha. Rồi, điểm trái phiếu đủ điều kiện của bạn từ hôm nay là 4 bốn nè. Rồi, khi kết thúc EROP mùa 1, số điểm bon đủ điều kiện mà bạn kiếm được sẽ tự động được khấu trừ và chuyển đổi thành mã thông báo EROP mà bạn có thể yêu cầu. Hả? À. Rồi. Đó. Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhất là EROP mùa 1 đã kết thúc nè. Rồi, điểm trái phiếu được khấu trừ từ tài khoản của bạn nè. Sau đó là BDXN được phân bổ vào ví của bạn ha. Yêu cầu mã thông báo của bạn đó. Thì đây là cái lộ trình tiếp theo à, của cái phần mà yêu cầu mã thông báo ha. Thì à, đầu tiên anh em cần phải vượt qua cái arop 11, sau đó là nó sẽ có cái phần là điểm trái phiếu được khấu trừ từ tài khoản này, sau đó là à BDXN được phân bổ vào ví của bạn ha, sau đó là yêu cầu mã thông báo. Đó. Đó là trình tự mà à, sau này anh em sẽ nhận cái arop của à, cái dự án em nha. Đó, rồi. Đó. Rồi thì um, đầu tiên mình sẽ review cho anh em xem về cái cách mà anh em có thể là hoàn thành cái profile của mình thì anh em bấm vào profile bên góc trái phía dưới cùng màn hình này. Thì ở đây á à, anh em sẽ vào cái cái bút này, này, anh em sẽ vào cái cái bút này để anh em sẽ chỉnh sửa một số thông tin trên đây. Ha, đó, anh em sẽ điền các cái thông tin trên đây ha, anh em điền bằng tiếng Anh. Đó. Anh em sẽ vào Google dịch á, anh em. Uh, À, điền một số thông tin cơ bản thôi ví dụ như là thông tin họ tên nè rồi à, tiểu sử ha đó rồi anh em ở đây là kinh nghiệm à, công việc nè pro phi shop à, này đó. thì anh em cũng phải sẽ vào đây anh em à, à, điền vào anh em thêm vào những cái trường này anh em chọn ha đó anh em cứ chọn đại đi ha một vài cái mục đây anh em sẽ chọn cái xanh sau đó em bấm nét 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 sau đó anh em bấm chữ sale cho mình là được ha đó rồi. Ở dưới đây cũng vậy ha, skill, skill anh em cũng bổ sung anh em bấm vào cái trường, anh em chọn bất cứ một cái nào ha. Đó, anh chọn ví dụ như là những cái mục nào anh em thấy là kỹ, kỹ năng của anh em thì anh bấm vào, sau đó anh em bấm chữ xe là được ha. Rồi ở đây là kinh nghiệm nè, anh em điền vào uh, kinh nghiệm ha. Trước nay làm ở đâu, làm công ty nào ha. Đó, rồi đặc biệt ở quan trọng nhất là cái phần resume ở đây. Resume thì anh em uh, cần phải tải cho mình một cái file CV à, sinh xin việc ha bằng cái PDF nha sau đó anh em sẽ bấm vào upload resume này để anh em tải cái file đó lên thì để được có, có, cái file đó thì anh em sẽ vào cái CH Play anh em tải cho mình một cái à, phần mềm là VKBS đây VKBS Office nè anh em tải cái phần mềm này về ha rồi sau khi có cái phần mềm đó anh em sẽ vào cái phần mềm đó. đó, anh em sẽ tạo cho mình một cái CV à, bằng à, PDF ha đó, ví dụ như ở đây anh em vào cái phần mềm đó này. Anh em kéo qua, đó, sẵn sàng ha. Rồi. Anh em bấm chữ tạo này, sau đó anh em bấm vào cái file doc. Đó, sau đó anh em sẽ kéo xuống đây. Nó có cái phần resume này, nó có những cái mẫu ở đây này. Ví dụ như anh em chọn muốn chọn cái mẫu đây. Đó, chọn mẫu đây thì anh em chọn cái mẫu này, sau đó anh em chỉnh sửa lại ha. Rồi anh em bấm sử dụng ngay nè, bấm sử dụng mẫu này đó đang mở cái mẫu lên rồi tiếp tục anh em kết vào cái mẫu này đó thì uh, anh em sẽ thay đổi cái hình của anh em vào đây ha anh em kết vào cái hình này sau đó kết vào cái dấu đen này Hả? thì uh, nó có cái phần thay đổi ảnh này anh em uh, tải cái ảnh selfie của anh em lên là được ha rồi ở đây một số thông tin ví dụ như điện thoại này email anh em kết vào đây Hả? anh em chỉnh sửa lại ha à, ví dụ như số điện thoại này đó anh em chỉnh sửa lại Thấy không Chỉnh sửa lại Đó à, Số máy đó ha Ghi đại số này cũng được Đó Rồi Đó Cái thông tin anh em ghi đại vô đó ha Rồi email Facebook gì đó Đó Rồi ở dưới đây Kinh nghiệm công việc nè Nhiều khi anh em để luôn vậy cũng được ha Đó Chỉ cần thêm cái ảnh rồi Rồi Ghi đại khái thôi à, Chủ yếu là có cái file là được ha Rồi sau đó Anh em Khi mà anh em xong rồi Ha thì anh em sẽ bấm vào cái chỗ cái đĩa này để anh em lưu lại nè đó lưu lại bấm chữ lưu lại trước rồi sau đó anh em vào cái phần uh, phía dưới góc phải nè. phía dưới góc trái này đó nó có cái phần uh, hình đó à, sau đó anh em bấm chữ tập tập tin nè sau đó anh em sẽ bấm vào cái xuất sang pdf cho mình ha à, xuất sang pdf này xuất sang pdf đó sau đó anh em sẽ bấm vào cái chỗ là cơ bản cho mình à, chọn cái mục cơ bản đây sau đó anh em bấm chữ xuất sang đẹp Rồi, xuất sang PDF. Sau đó anh em sẽ gì? Anh em sẽ chọn cái nơi để lưu. Rồi anh em sẽ bấm vào chia sẻ dưới dạng tập tin nè. Không cảm ơn. Sao chép vào ha. Anh em bấm vào sao chép vào nè. Đó. Anh em sẽ chọn cái thư mục ở trong cái 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 điện thoại của anh em à, ha anh em có thể là vào cái phần ví dụ như thư mục uh, download đi download sau đó anh em bấm vào cái phần uh, telegram này ha đó thì khi đó nó sẽ hiện ra hiện ra cái file uh, pdf ở trong cái thư mục này ha. thì chút nữa anh em sẽ vào cái thư mục này để anh em update lên nha rồi anh em kéo xuống đây này nó có cái phần resume này anh em bấm vào cái cây bút sau đó anh em bấm vào upload lên. Ha, anh em ví dụ anh em bấm upload cho mình nè. Đó. Sau đó anh em sẽ chọn đến cái cái tập mà hồi nãy anh em lưu á, ha, anh em lưu trong cái phần download cái Telegram nè, anh em bấm vào đây. Ha. Đó, anh em bấm vào đây để anh em uh, tiến hành là uh, upload lên ha, upload lên được, được xong nha. Rồi. Đó thì sau khi đó, upload xong thì anh em đã hoàn thành được hai cái nhiệm vụ rồi. Đó là nhiệm vụ à uh, profile và thứ hai là cái tải cái file resume này lên ha và nhiệm vụ thứ ba nữa cũng là rất là quan trọng đó là nhiệm vụ kết nối ví khi mà anh em bấm vào cái nhiệm vụ đây này nó có cái phần uh, nhiệm vụ màu xanh đầu tiên á nó có cái phần kết nối ví trong đó ha thì anh em bấm vào kết nối ví sau đó anh em sẽ kết nối ví với cái ví metamask ha thì cái đó là mình đã có một video hướng dẫn cho anh em kết nối ví rồi anh em chỉ cần bấm vào kết nối ví và uh, chọn một cái ví metamask và chuyển sang cái mạng polygon ha thì anh em sẽ kết nối ví thành công đó thì khi mà anh em đã hoàn thành được cái những cái nhiệm vụ cơ bản như vậy ha thì anh em sẽ đủ điều kiện để anh em hoàn thành các cái nhiệm vụ ở trong cái a uh, của mùa 1 này nha. Đó, về cơ bản như vậy ha. Thì... Rồi ok, thì video này xin kết thúc ha. Nếu thấy video thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn ở chuông mình phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.